Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh đọc sách báo chuyện của mình. Và chúng ta sẽ cùng nhau đọc một đầu báo khá là thú vị, đó chính là vì BTS được báo Anh vinh danh là người đàn ông đẹp trai nhất năm 2024 nha. Và nhan sắc của V tiếp tục được công nhận và được coi như biểu tượng hình ảnh tiêu biểu K-pop. Ảnh đến từ Big Hit Music và tạp chí Anh Nubia Magazine mới đây đã ghi danh V, thành viên của nhóm nhạc BTS và người đàn ông đẹp trai nhất thế giới 2024 sau cuộc thăm dò toàn cầu. Nam thần tượng K-pop sẽ danh hiệu này sau khi vượt qua hàng loạt ngôi sao toàn cầu như Justin Bieber, Robert Pattinson, Prince, James Bay, sao Britton. Quả cuộc khảo sát cho thấy V nhận được hơn 7 triệu phiếu bầu từ 163 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiêu chí đánh giá không chỉ dựa trên ngoại hình mà còn dựa trên sức hút và sức hấp dẫn toàn cầu. Và việc lựa chọn của công chúng, tạp chí Anh cho biết, sức hút đáng chú ý của Kim Tae Hyung, tên thật của V vượt xa của vẻ đẹp trai của anh ấy, những thể hiện cân đối hoàn hảo. Và ra dạng giữa, anh vẫn quyến rũ đưa V trở thành biểu tượng của cái đẹp. Và điều thực sự khiến Vi trở nên khác biệt là tài năng và sự hiện diện của Google Moon. Về báo tiếp tục, là một ca sĩ, vũ công và diễn viên tài năng, Vi đang chứng tỏ bản thân là một nghệ sĩ đa tài có thể dễ dàng quyến rũ người hâm mộ trên toàn thế giới. Và ngoài ra, tờ báo cho rằng những tức tất chân thành giữa thành viên BTS và người hâm mộ chính là điều khiến anh nhận được nhiều sự ủng hộ toàn thế giới. Và việc được tờ báo vinh danh người đàn ông đẹp trai nhất thế giới cho thấy tầm ảnh hưởng toàn cầu của anh với tư cách là một nghệ sĩ solo. Vi nè, đẹp trai, mắt một bên hai mí, một bên một tí, mũi cao thật, mũi cao bí khủng luôn, và nét kiểu rất là đẹp không biết, nhưng mà ai mà cũng quen Vi ở một thời kỳ, có một thời kỳ Vi hình dung sắp gọi là AI, gọi là màn hình, đó chính là DNA. Và lúc ấy tôi xem DNA là kiểu không gọi là chỉ kiểu cũng bình thường thôi, cái nhìn anh nào cũng là ná với anh nào, nhưng mà kiểu mình vào mắt là vì phát kiểu wow, anh này kiểu trông rất là AI đồ, anh ấy rất kiểu đúng kiểu hoàng tử trong truyện tranh ra đẹp trai thật, nhưng mà ý là kiểu sau này cũng kiểu kiểu có thể thay đổi nhiều nhưng mà ông ấy vẫn cái gì nước ạ, ấm quá. BBTS nhân sắc AI người đàn ông đẹp trai từ từ họ chỉ dành cho anh này đúng thêm một điện từ siêu cấp mỹ nhiều. Đẹp. Những ảnh thời kỳ era nào đây nhỉ? Không ngẫm ra luôn. Vâng ạ. Ok, vậy là mình đã đọc xong đầu báo ngày hôm nay rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.